chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi chơi tới bến, đạp lên chỉ thị 15, hốt liền, không nói nhiều. Vào năm 2015, trong một lần phát biểu tại hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí, ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nói rằng: "Công an thành phố không phát hiện được án tham nhũng không phải vì yếu kém mà vì phải chấp hành chỉ thị 15, không được phép tổ chức trinh sát đảng viên. Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng cấp ủy quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng cấp ủy xem xét đồng ý cho điều tra khởi tố bắt thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới tiến hành các biện pháp tố tụng." Đây là hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca bị hốt khi vai còn mang đeo lon thiếu tướng, tay còn cầm thẻ đảng. Chỉ thị 15 là chỉ thị do Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 do ông Nông Đức Mạnh ký ban hành nội bộ. Đây là chỉ thị lưu hành trong nội bộ của Đảng, không liên quan gì công tác quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, vì vướng chỉ thị này mà ông Phan Anh Minh khi đó không làm sao bắt được quan chức, đảng viên đã vi phạm pháp luật. Cho đến nay, chỉ thị này vẫn còn hiệu lực. Mới đây, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho báo chí biết thiếu tướng Đỗ Hữu Ca mới chỉ bị tạm giữ, chưa có lệnh tạm giam hay khởi tố, nên phía Đảng ủy chưa có hình thức xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Ca. Như vậy là ông Đinh Văn Nơi đã không màng đến chỉ thị 15 của Bộ Chính trị ban hành. Ông cho hốt Đỗ Hữu Ca ngay khi ông này chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng. Việc ông Đinh Văn Nơi dám đạp lên chỉ thị 15 của Bộ Chính trị bắt tướng Công an Đỗ Hữu Ca là một số nhà phân tích đặt câu hỏi, hoặc là ông Đinh Văn Nơi xem thường kỷ cương của Đảng do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành, hoặc là ông Đinh Văn Nơi được lãnh đạo cấp cao bật đèn xanh cho hốt luôn mà không cần phải chờ đợi thủ tục khai trừ ra khỏi Đảng và tước quân tịch của ông Đỗ Hữu Ca. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi. Giả thiết ông Đinh Văn Nơi dám ngạo nghễ đạt lên chỉ thị 15 là không cao, khả năng ông này được người đốt lò đứng trên cao bật đèn xanh cho phép ông thực hiện ngay biện pháp khẩn cấp. Ông Đinh Văn Nơi chỉ là một hạt tiêu so với Bộ Chính trị, ông Nơi không dám xem thường. Vào năm 2015, ông Phan Anh Minh cũng là thiếu tướng mà cũng phải bó tay trước chỉ thị này. Nếu ông Phan Anh Minh cả gan đạp lên chỉ thị này, ông Minh sẽ bay chức vụ ngay. Việc ông Đinh Văn Nơi phối hợp với ông Tô Lâm để hốt ông Đỗ Hữu Ca đã nói lên rằng ông Nơi được trên bật đèn xanh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là đánh giá về hiện tượng bên ngoài, còn thực chất có văn bản chỉ thị từ phía ông Nguyễn Phú Trọng hay không thì vẫn chưa thấy công bố. Và cũng không loại trừ bên trên đã chỉ thị miệng. Câu hốt liền không nói nhiều là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Bá Thanh khi ông đang nhắm vào chức vụ và làm án Dương Chí Dũng mà khui ra. Ông tính hốt trọn cả ổ cá gộc trong vụ án này, nhưng ông chưa kịp hốt thì đã bị ngã bệnh một cách bí hiểm và qua đời không lâu sau đó. Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ kịp nói, chưa kịp làm thì đã bị đồng chí tiễn về gặp Bác Hồ. Trò chơi chính trị ở thượng tầng là như thế. Đây là hình ảnh tướng Đỗ Hữu Ca. Tướng Đinh Văn Nơi hốt tướng Đỗ Hữu Ca lần này thực hiện mà không nói. Ông Đỗ Hữu Ca trong sự ngỡ ngàng của xã hội vì nó quá bất ngờ. Xem ra tướng Nơi không ngán những quẻ kèn lớn thật. Bao năm nay, tướng Đỗ Hữu Ca đã hoạt động tội phạm tại khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng công khai mà chẳng giám đốc công an nào dám hốt ông này. Này tướng Đinh Văn Nơi bạo gan cho hốt luôn mà không cần phải làm dùm beng trước khi hốt. Tướng Đinh Văn Nơi đang tham gia vào trò chơi chính trị giữa những con cá mập rất lớn. Mà trong trò chơi này thì việc kẻ săn mồi trở thành con mồi không phải là chuyện gì xa lạ. Từ anh hùng rớt xuống thành tội đồ mấy hồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Đinh Văn Nơi trời tới bến, đạp lên chỉ thị 15, hốt liền, không nói nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm để. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Đỗ Hữu Ca nuốt trôi bờ sông to, mắc nghẹn cục tiền nhỏ. Vào năm 2019, tạp chí Luật sư Việt Nam đã đăng tải bài viết đưa thông tin về biệt phủ tướng Ca. Theo đó, công trình kiến trúc đặc biệt nằm trên bờ sông Giá, xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, rộng tới 7.000m², được cho là đã lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều. Tất nhiên là ông Đỗ Hữu Ca phủ nhận thông tin này. Đây là cuộc chơi giữa hai thế lực, phía Liên đoàn Luật sư và chính quyền. Thế lực ông Đỗ Hữu Ca lúc đó quá mạnh. Để bảo vệ ông Ca, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng đối với tạp chí Luật sư Việt Nam là do đưa thông tin sai sự thật. Đây là hình ảnh ông Đỗ Hữu Ca. Đây là trò chơi không cân sức, phía Đỗ Hữu Ca được thế lực trung ương ủng hộ, còn Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ là những kẻ ăn bám chế độ. Cho nên Đỗ Hữu Ca đã thắng. Được biết, phía tạp chí Luật sư đã điều tra thật kỹ trước khi viết, họ có căn cứ pháp lý, nhưng đây không phải là trò chơi công lý mà nó là sự đấu đá giữa hai thế lực. Mạnh thì thắng, yếu thì thua. Sự quen biết của ông Đỗ Hữu Ca khi ấy được cho là rất lớn, có quen đến cấp bộ mới quật được tờ báo chuyên ngành luật như vậy. Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã đổi thay, cho nên ông Đỗ Hữu Ca mới bị ông Đinh Văn Nơi hốt gọn vào tù. Mà một mình ông Đinh Văn Nơi không thể làm nổi, phải phối hợp với cả Bộ Công an. Ông Đỗ Hữu Ca được giới xã hội ở Hải Phòng, Quảng Ninh đánh giá là gian và tham. Xuất thân được tướng võ biển có máu xã hội đen, với sự quen biết đến trung ương, nên Nguyễn Hữu Ca không sợ ai cả. Giới xã hội Hải Phòng và Quảng Ninh đồn rằng Đỗ Hữu Ca chuyên cầm tiền chạy án, nếu làm không xong thì vẫn không trả lại tiền. Giới xã hội đen luôn ngậm bồ hồn làm mọt từ nhiều năm qua chứ chẳng làm gì được và cũng không thể đòi lại tiền của ông Ca. Đây là hình ảnh vào năm 2019, ông Đỗ Hữu Ca quật được tạp chí Luật sư. Mới đây, thông tin trên báo chí cho biết ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị công an Quảng Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải là tội trốn thuế như trước đây. Số tiền lừa đảo báo chí thông báo là hàng chục tỷ đồng. Như vậy, việc cạp sông năm xưa của ông Đỗ Hữu Ca có thể nuốt trôi, nhưng cục tiền lừa đảo lần này ông bị mắc nghẹn. Việc tại sao mắc nghẹn thì có thể là một câu chuyện còn dài. Phe mà tố hốt Đỗ Hữu Ca không phải là hạng vừa mà là hạng rất khủng, có ý kiến đánh giá như thế. Một ông đang mang quân hàm từ các thiếu tướng công an, từng là giám đốc công an khét tiếng với trận đánh đẹp cướp đất anh Đoàn Văn Vơn cách đây 10 năm, và có mối quan hệ đủ lớn để tác động lên Bộ Thông tin và Truyền thông để bảo vệ ông ta, thì ông Đỗ Hữu Ca không phải là tay lừa đảo nhóc con, mà là dân làm ăn có liên hệ mật thiết với các thế lực chính trị. Còn về phía chính quyền, việc họ bất nhất trong thông báo tội của Đỗ Hữu Ca cũng cho thấy có điều gì đấy không được rõ ràng. Ban đầu họ thông báo là tội trốn thuế, giờ họ sửa lại tội lừa đảo và không biết rồi đây họ có sửa lại tội khác đối với ông Đỗ Hữu Ca nữa hay không. Đây là hình ảnh đổi tội của ông Đỗ Hữu Ca từ trốn thuế sang tội lừa đảo. Trong các vụ án kinh tế thì người ta nhắm vào tội cụ thể thì mới bắt người, trong đó trò chơi quyền lực thì thường họ bắt trước rồi gán một tội gì đó khả dĩ nhất. Việc thay đổi tội danh đối với ông Đỗ Hữu Ca khi ông này vừa bị giam là điều không bình thường. Có lẽ vụ án Đỗ Hữu Ca có lở ra những chuyện khác nữa hay không thì phụ thuộc vào bàn tay của ông Đinh Văn Nơi. Ông Đỗ Hữu Ca là tướng công an, được đánh giá là cáo già. Ông này rất hiểu nghiệp vụ điều tra của lính ông Đinh Văn Nơi, và liệu ông Nơi có khui được gì thêm nữa không thì chỉ có thể là phải đợi thêm thời gian nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin Đỗ Hữu Ca nuốt trôi bờ sông to, mắc nghẹn cục tiền nhỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.